Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 11 mở rộng nhằm tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm qua, Ban chấp hành đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện đúng quy chế làm việc, bám sát vào nghị quyết và chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy. Các chương trình kế hoạch hoạt động được triển khai sớm ngay từ đầu năm, thực hiện đạt và vừa các chỉ tiêu nghị quyết năm 2022. Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã có những đóng góp thẳng thắn về các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra. Trong năm 2023, trong đó phải thực hiện được mục tiêu 100% cán bộ đảng viên trong khối được nghiên cứu học tập các chỉ thị, nghị quyết của đảng, thành lập 8 tổ chức đảng, phát triển ít nhất 500 đảng viên, trong đó có 200 đảng viên mới kết nạp trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp ít nhất một chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng. Với những mục tiêu này sẽ giúp cho đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết cấp trên, đồng thời tăng cường công tác xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.